Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chuyện Thế Giới của kênh VTC9. Chương trình ngày hôm nay sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau. Ngày 21 tháng 7, nhà chức trách của bang Kerala, miền nam của Ấn Độ, đã triển khai các biện pháp phòng ngừa sau khi ghi nhận một thiếu niên 14 tuổi tử vong do virus Nipah và xác định 60 người thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao. Bất chấp việc làm trong các công ty tư nhân đang rộng mở, hàng chục triệu người trẻ ở Ấn Độ vẫn theo đuổi ước mơ trở thành công chức nhà nước. Để có thể chiến thắng trong cuộc thi với tỷ lệ cạnh tranh quyết liệt này, thì nhiều người dù đã đi làm, song vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đến các lò luyện thi. Tờ Daily Telegraph đã đưa tin có một sự cố mất điện toàn cầu do hệ thống Internet bị sập diễn ra. Theo báo cáo ban đầu, sự cố này gây ra mất điện trên diện rộng tại nhiều quốc gia và đang nhanh chóng lan rộng trên khắp thế giới. Trên thực tế, lỗi màn hình xanh này là do một phần mềm của CrowdStrike gặp sự cố và đang lan rộng ở quy mô không thể lường trước được. Màn hình xanh chết chóc là gì? Đây thực sự là một nỗi lo đối với người dùng Windows. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 7, nhà chức trách của bang Kerala, miền nam của đất nước Ấn Độ, đã triển khai các biện pháp phòng ngừa sau khi ghi nhận một thiếu niên 14 tuổi tử vong do virus Nipah và xác định 60 người thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp Nipah vào loại mầm bệnh đáng quan ngại vì khả năng gây bệnh cao. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa cũng như chưa có thuốc đặc trị cho bệnh virus Nipah gây ra. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala, bà Vinjot xác nhận ca bệnh trên tử vong vào ngày 21 tháng 7. Có 214 người từng tiếp xúc với ca bệnh này, trong đó 60 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Các khu cách ly ngay tại cơ sở y tế đã được thiết lập. Trong khi đó, người thân của bệnh nhân trên đang được theo dõi tại một bệnh viện địa phương sau khi một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah tại Malappuram, một thị trấn cách thủ phủ bang Kerala khoảng 350 km. Các trường hợp trong diện nguy cơ đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Theo kết quả điều tra công bố vào cuối năm ngoái, nhiều địa phương ở bang Kerala của Ấn Độ nằm trong diện những khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus Nipah cao nhất trên toàn cầu. Virus này liên quan đến hàng chục ca tử vong tại bang Kerala kể từ khi giới chức y tế xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại đây vào năm 2018. Ngày 20 tháng 7 theo giờ địa phương, cảnh sát Bolivia cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ va chạm trực điện giữa xe tải và xe khách trên đường cao tốc ở vùng Andes của Bolivia. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tích cực điều tra và làm rõ. Tai nạn xảy ra trên tuyến đường nối thị trấn Patacamaya của Bolivia và thị trấn Tambo Quemado ở miền Bắc Chile. Chiếc xe khách đang đi về hướng Chile trên tuyến đường thương mại và du lịch sầm uất nối liền hai quốc gia Nam Mỹ. Điều tra ban đầu cho thấy xe tải đã lấn sang làn đường ngược chiều khi cố vượt một phương tiện khác dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này. Hình ảnh về vụ tai nạn cho thấy phần đầu xe khách và xe tải đều biến dạng. Một số người đã tử vong tại hiện trường. Những người có mặt tại hiện trường đã cố gắng đưa các thi thể mắc kẹt ra ngoài. Tài xế của cả hai phương tiện đều đã thiệt mạng. Một trận lũ quét xảy ra ở huyện Hán Nguyên, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến ít nhất có 8 người thiệt mạng và hơn 30 người khác mất tích, cùng với những thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo truyền thông của Trung Quốc, sau khi thảm họa này xảy ra, chính quyền địa phương đã thành lập trụ sở để cứu hộ khẩn cấp, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ gồm 443 người, nỗ lực thực hiện tìm kiếm cứu nạn, di rời những người bị ảnh hưởng. Và hiện tại thì công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Để đối phó với tác động mạnh và xu hướng xảy ra thiên tai do mưa lớn gây ra, cơ quan giảm nhẹ thiên tai thành phố Nhã An đã quyết định điều chỉnh khởi động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai từ cấp 3 lên cấp 1, mức ứng phó khẩn cấp cao nhất vào trưa ngày 20 tháng 7. Điều tra sơ bộ cho thấy có hơn 30 người mất tích, hơn 40 ngôi nhà và hơn 60 km đường bị hư hại. Sau những nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, thi thể của 8 nạn nhân đã được tìm thấy. Trước đó vào ngày 19 tháng 7, tại địa phận Tạc Thủy, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cũng đã xảy ra một vụ sập cầu đường bộ khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Nguyên nhân được xác định là do mưa to và lũ quét. Ngày 21 tháng 7, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này đã phân bổ ngân sách 350 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ chính quyền các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp việc làm trong các công ty tư nhân đang rộng mở, hàng chục triệu người trẻ ở Ấn Độ vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành công chức nhà nước. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ thì có 220 triệu người ở đất nước này đã nộp đơn xin việc tại các cơ quan nhà nước trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022, nhưng chỉ có 722.000 người được chọn. Để có thể chiến thắng trong cuộc thi với tỷ lệ cạnh tranh quyết liệt này thì nhiều người đã đi làm, song vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để tìm đến các lò luyện thi. Sunil Kumar, 30 tuổi, mất 9 năm để tìm kiếm một công việc trong chính phủ liên bang Ấn Độ. Anh cũng đã từng thi công chức cấp tỉnh và hai lần thi cho các vị trí thấp hơn nhưng đều không thành công. Kumar cho biết anh sẽ tiếp tục tìm kiếm một công việc trong cơ quan chính phủ cho đến năm 32 tuổi. Tôi đã cố gắng vì muốn có nhiều sự đảm bảo hơn với một vị trí trong nhà nước. Nếu không, tôi sẽ lãng phí 8 đến 10 năm cuộc đời của mình. Nếu không làm công chức, tôi sẽ làm trong các doanh nghiệp tư nhân như bất cứ người dân thường nào. Để theo đuổi ước mơ, Kumar tìm đến trung tâm ôn luyện, nơi đào tạo học viên tham gia các kỳ thi tuyển công chức danh giá. Việc vượt qua kỳ thi này là cần thiết để có thể trở thành công chức nhà nước. Do dân số tăng nên số lượng đơn xin việc tăng mạnh. Gần đây, lực lượng cảnh sát Uttar Pradesh đã có gần 5 triệu sinh viên nộp đơn xin việc. Chưa bao giờ có nhiều sinh viên nộp đơn xin việc vào các vị trí trong chính phủ như thế này. Học viện Super Climax đã mở thêm 5 chi nhánh, dạy kèm cho 25.000 đến 30.000 học viên mỗi năm thông qua các lớp học trực tiếp và trực tuyến. Dù tỷ lệ người thi đỗ chỉ chiếm 5 đến 10%, song nhu cầu ôn thi tại các trung tâm này vẫn khá cao. Thưa quý vị và các bạn, theo bình chọn của trang web du lịch TripAdvisor, Cuba là điểm đến văn hóa số 1 trên thế giới. Hạng mục tính đến trải nghiệm tại các bảo tàng, di tích lịch sử và truyền thống địa phương. Nhân sự kiện này, trên tài khoản mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodrigo Parilla cho biết, du khách đến thăm đảo quốc Caribe này sẽ được thưởng thức nền văn hóa đa dạng và có những cơ hội độc đáo để chiêm ngưỡng các di sản thế giới lịch sử được UNESCO công nhận tại đây. TripAdvisor khuyến nghị du khách nên đến thăm thủ đô La Habana, nơi được mô tả là sự kết hợp giữa kiến trúc thế giới cổ và văn hóa hiện đại. Ngoài ra, nền tảng du lịch này cũng nêu bật nét quyến rũ của thị trấn Trinidad với kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng như đề xuất tham quan Valle de los Ingenios, vùng đất trước đây là thủ phủ công nghiệp mía đường của Cuba.